Thì nốt luôn nữa cho nó dài ra nữa hả? Hello, xin chào các bạn ha. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chỉ cho các bạn cách làm bồn nước ha các bạn. Bồn nước này để cho mình thay cá ha. Cái bồn nước này thì mình mới vừa làm hôm qua xong hôm qua ha các bạn. Thì thường mình thay cá thay nước trực tiếp thì cũng được nhưng mà nó không có tốt cho cá. Vì vậy mình có làm một cái bồn này để chứa nước để thay cho cá lúc mà mình thay nước á. Thường thường các bạn, mình có thể làm cái bồn này, mình có thể khoan cái lỗ ở đây để mình gắn cái khóa nước cũng được. Để mình bơm nước ở đây mình chứa khoảng chừng 1 đến 2 ngày mình thay nước cho cá nó không bị sốc nước các bạn, nó không bị nước nó không có clo nhiều á. Nó không có ảnh hưởng với cá, cá nó không bị bệnh bên này kia các bạn. Vì vậy mình bơm nước vô đây. Mình chứa để mình thay cho nó. Thường thường người ta có thể làm nước, làm cái khoa van ở dưới đây để lúc mình thay nước mình có thể xả ra đằng mình truyền nước cho vô cái bồn cá các bạn, mình thay nước á. Còn mình á thì mình làm cái này nè các bạn. Tại vì làm van á, lúc mà mình không còn xài cái thùng này nữa thì mình sẽ nó bị hư cái thùng các bạn. Nên mình làm cái kiểu này đó các bạn. Đây mình làm cây bình thường nữa các bạn. Đây. Đây mình làm bình thường vậy thôi. Các bạn làm, thêm một cái van đây nè. Lúc mà bạn muốn xài nước thì bạn cứ xả ra là nước ra các bạn. Tại vì lúc mình bạn bơm nước vô xong á, bạn bơm nước vô thùng này này á thì các bạn bơm nước vô cái ống này các bạn, bơm nước xong các bạn khóa lại là trong cái ống này nó có nước. Lúc mà mình xả nước ra thì nước sẽ tự chảy ra, tại vì nước mực nước nó cao các bạn. Mực nước nó cao nó sẽ chảy. Mình á, ống bên trong thì mình làm tới đây các bạn, cổng bên ngoài thì mình làm cho nó sâu hơn một tí. Vì nước nó hút sẽ nó chảy xuống nó, cái trọng lực nước sẽ đẩy ra các bạn. Này. Còn đây là cái ống nhựa để mình câu qua bên để mình xả vô cái thùng xốp các bạn. Mình quay một tay cũng hơi khó làm các bạn. Đây. Mình cứ gắn ở đây các bạn. Đó mình gắn ở đây xong mình xả cái này ra. Xả ra là nước sẽ chảy các bạn. Còn ở đây mình có làm thêm một cái khóa nữa các bạn. Đây là cái khóa. Đây các bạn. Mình mở lên thì nước sẽ chảy thôi các bạn. Tại vì cái ống này nó hơi dài, nước chảy hơi lâu một tí các bạn. Các bạn làm như thế này các bạn có thể lôi đi tới cái chỗ bạn cần đầy nước ra các bạn. Cái chỗ bạn cần thay mình khóa lại. Mình có thể lôi đến chỗ mình thay. Để mình muốn thay thì mình mở khóa, còn mình không thay thì mình khóa lại. Còn cái dòi này á, cái van này là dạng như mình chỉ lúc mình rút này ra để mình khóa lại toàn bộ cái bồn nước này. Thấy các bạn. Làm cái này thì nói chung là nó tiện hơn các bạn. Lúc mà mình không xài á, mình có thể lấy cái thùng này mình sử dụng cái gì khác. Còn mình xài thì mình cứ để cái ống này vô thôi. Nói chung là nó rất là đơn giản các bạn. Tại lúc nãy mình đẩy chưa cứng. Cái này mình không dán keo các bạn. Tại vì dán keo vô thì sau này gỡ ra thì cũng hơi khó. Cái ống nước này mình mua tới 15 mét rồi các bạn. Tại vì từ đây tới khúc kia là khoảng 8-9 mét các bạn. Mình mua chừng 15 mét đặng mình có mình có lôi đâu thì nó dễ xíu. Còn cái bồn nước này thì mình câu cái ống từ đây các bạn. Mình có một khúc ống khoảng chừng 2 mét. Mình câu ống từ đây mình bơm lên đây. Xong mình chứa cái bồn này mình để khoảng 3 bịch muối các bạn. Mình lúc này mình để muối ít lại. Tại vì muối nhiều quá thì nó hao quá các bạn ơi. Để muối ít mình ngâm cũng không sao. Mình ngâm, mình phơi nắng các bạn, để ít mình ngâm đây, mình phơi nắng khoảng 2 ngày mình sẽ thay. Cái bồn này thì mình không có coi nó bao nhiêu lít nữa các bạn. Nhưng mà thay là nói chung là cũng bao nhiêu dàn cá này cũng dư đó các bạn. Mình đang định mua thêm khoảng chừng 50 thùng xốp nữa các bạn. Là nuôi thêm cá, nếu nuôi theo là mình sẽ làm thêm một cái hồ nữa các bạn. Hiện mình còn 3-4 cái thùng nữa.
Còn dưới đây là rau mình mới vừa trồng nữa các bạn. Nước cá mình thay ra, mình có thể tưới mấy cây rau này các bạn. Thôi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Giờ mình đi thay nước cho cá đây. Xin chào các bạn. Bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi các clip tiếp theo của mình nha các bạn.